Tổng thống Zelensky cách chức lãnh đạo đội cảnh vệ Ukraine, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp bị bắt. Ukraine liên tiếp khai hỏa, đánh bại đợt xung kích của tăng thiết giáp Nga. Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không gửi hệ thống phòng thủ S-300 và S-400 cho Ukraine. Chủ tịch Cuba hội đàm với Tổng thống Nga Putin. Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Tại đây, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự mới nhất, hấp dẫn nhất mỗi ngày. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chi tiết sau. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cách chức lãnh đạo Cục An ninh Nhà nước Ukraine UDO sau khi hai sĩ quan lực lượng này bị bắt trong một âm mưu ám sát. Cụ thể, AFP ngày 10 tháng 5 đưa tin, Tổng thống Zelensky đã ban hành sắc lệnh bãi nhiệm ông Sergei Leonidovich Rut khỏi chức lãnh đạo Cục An ninh Nhà nước Ukraine UDO, cơ quan phụ trách an ninh cho nhà lãnh đạo, các quan chức cấp cao và gia đình họ. Ông Rut, 47 tuổi, lãnh đạo Cục Bảo vệ Nhà nước từ năm 2019. Thông tin ông Rut bị sa thải được công bố ngay sau khi cơ quan an ninh Ukraine SBU tuyên bố đã phát hiện mạng lưới đặc vụ thuộc cơ quan an ninh liên bang FSB của Nga đang chuẩn bị ám sát Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao khác ở Ukraine. Hai đại tá của UDO bị cáo buộc tiết lộ thông tin mật cho Nga đã bị bắt giữ. Cơ quan an ninh Ukraine cho hay, một trong những nhiệm vụ của mạng lưới đặc vụ FSB là tìm ra những nhân tố phản bội trong quân đội Ukraine thân cận với cơ quan an ninh của Tổng thống Zelensky, những người có thể bắt nguyên thủ quốc gia làm con tin và sau đó sát hại. Theo SBU, mạng lưới này cũng lên kế hoạch ám sát nhắm vào các quan chức cấp cao khác của Ukraine, bao gồm người đứng đầu SBU Vasil Maliuk và người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Kirilo Budanov. Một trong hai nghi phạm bị cho là đã cung cấp cho đặc vụ Nga máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, đầu đạn và mìn. Nga chưa bình luận về cáo buộc từ Ukraine. Tuy nhiên, hồi tháng 4 năm nay, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng phương Tây có thể đang muốn loại bỏ lãnh đạo Ukraine. Ông Medvedev ám chỉ thông tin cơ quan công tố Ba Lan đã cung cấp trước đó. Theo đó, giới chức Ba Lan tuyên bố đã bắt giữ Pawlenko, nghi phạm bị cáo buộc cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ các lực lượng đặc biệt của Nga lên kế hoạch ám sát ông Zelensky khi ông thăm Ba Lan. Trong khi đó, hồi năm ngoái, Tổng thống Zelensky nói rằng ông biết ít nhất 5-6 âm mưu ám sát ông đã bị ngăn chặn. Cũng trong ngày 9 tháng 5, Tòa án chống tham nhũng cấp cao của Ukraine đã ra lệnh bắt Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Makian Dmytrasevich, một trong số những người bị tình nghi trong vụ biển thủ liên quan Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mykola Sonsky. Ông Dmytrasevich đã rời Ukraine vào ngày 12 tháng 4 và sau đó quay về nước vào cuối tháng 4 sau khi nhà chức trách ra lệnh bắt ông Sonsky. Theo trang The Kiev Independent, vị thứ trưởng bị tạm giam cho đến ngày 7 tháng 7 với số tiền phải đóng nếu muốn tại ngoại là 20,3 triệu hryvnia, tương đương khoảng 13 tỷ đồng. Bộ trưởng Sonsky bị nghi sai phạm quy định về đất đai do nhà nước sở hữu và tòa án ra lệnh bắt ông vào ngày 26 tháng 4. Tòa ra lệnh tạm giam đến ngày 24 tháng 6, nhưng ông Sonsky đã nộp tiền tại ngoại ngay trong ngày bị bắt. Bộ Nông nghiệp Ukraine thông báo ông Sonsky đã làm việc trở lại dù có những thông tin ông từ chức. Những thông tin trên diễn ra cùng lúc với đợt cải tổ nhân sự lớn trong bộ máy chính quyền của Ukraine gần đây. Ngày 9 tháng 5, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 Ukraine, đơn vị đang tác chiến gần thành phố Avdiivka ở tỉnh miền Đông Donetsk, đã đăng video cho thấy cuộc tấn công quy mô lớn bằng đội hình xe tăng, thiết giáp của Nga nhằm chọc thủng phòng tuyến đối phương. Trong đoạn đầu video, hai thiết giáp Nga di chuyển trên đường hướng về phòng tuyến của lực lượng Ukraine. Cả hai đều được gắn giáp lồng chống UAV cảm tử, một chiếc được trang bị thêm thiết bị tác chiến điện tử. Sau khi đi vòng qua xác một phương tiện bị phá hủy, thiết giáp Nga dẫn đầu mũi xung kích bất ngờ phát nổ dữ dội, có thể do cán phải mìn chống tăng hoặc trúng đạn pháo lữ đoàn 47. Đòn đánh khiến chiếc xe mất khả năng di chuyển, buộc các binh sĩ phải bỏ xe. Thiết giáp này sau đó bị UAV Ukraine đánh bồi và cháy trơ khung. Thiết giáp mang thiết bị gây nhiễu phía sau cũng bị tấn công, song dường như không bị hư hại. Trong đoạn tiếp theo, một thiết giáp bánh xích MTLB Nga vừa thả binh sĩ xuống trạm xoay bít thì bị trúng đạn pháo và phát nổ. Lực lượng Ukraine sau đó tiếp tục triển khai UAV góc nhìn thứ nhất FPV để tung đòn kết liễu. Đội hình chính của mũi xung kích gồm 3 xe tăng, trong đó có xe T-80 và T-90M, nhưng cũng liên tục bị UAV FPV Ukraine tập kích. Một xe tăng T-90 bị vô hiệu hóa và bỏ lại, trong khi hai chiếc khác tìm cách tiến lên theo hàng dọc. Chúng tiếp tục bị đối phương nhắm mục tiêu,
tạo ra vụ nổ lớn có thể nhìn thấy từ xa. Thế nhưng, một chiếc được cho là dòng T-90M và có gắn giáp phản ứng nổ tiếp tục di chuyển về phía trước bất chấp một tên lửa chống tăng dẫn đường ATGM bay sượt qua đuôi xe. Một UAV FPV lao vào nóc xe và tạo ra vụ cháy nhỏ khiến tháp pháo T-90 liên tục quay vòng. Một số tài khoản mạng xã hội cho rằng đây là cách kíp xe tăng Nga dập lửa. Số khác nhận định xạ thủ có thể đã thiệt mạng hoặc bị thương do chúng đòn đánh, không còn kiểm soát được tháp pháo. Xe tăng di chuyển thêm một đoạn nữa rồi dừng lại. Lữ đoàn 47 tuyên bố, ba xe tăng cùng các thiết bị giáp BMP-3 và MLTB đã bị phá hủy chỉ trong một ngày. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Video được Lữ đoàn 47 công bố cùng thời điểm Nga tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng ở Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moscow và nhiều thành phố khác. Lễ duyệt binh năm nay không có sự góp mặt của các loại xe tăng chiến đấu chủ lực như T-72, T-80 hay T-90 mà chỉ có duy nhất một chiếc T-34 đời cũ. Theo nhận định của giới chuyên gia phương Tây, Nga đã hứng chịu tổn thất nặng nề về xe tăng, thiết giáp tại Ukraine và đang phải dồn nguồn lực còn lại cho chiến sự thay vì điều khí tài tham dự duyệt binh. Theo URIC, trang phân tích tin tình báo mở có trụ sở ở Hà Lan, Nga đã tổn thất 3.000 xe tăng từ đầu xung đột, trong đó hơn 2.000 chiếc bị phá hủy, còn lại bị hư hại, bỏ lại hoặc tịch thu. EU gần đây được cho là bắt đầu gây áp lực lên Hy Lạp, kêu gọi nước này chuyển sang các hệ thống S-300 cho Kiev. Tuy nhiên mới đây, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã loại trừ khả năng này bất chấp áp lực từ các đồng minh EU và NATO. Ông Mitsotakis tuyên bố trên kênh truyền hình quốc gia Hy Lạp rằng Hy Lạp sẽ không gửi S-300 hay Patriot tới Ukraine. Ông giải thích, chúng tôi đã được hỏi và giải thích lý do tại sao chúng tôi không thể làm điều đó. Bởi đơn giản là những hệ thống này rất quan trọng đối với khả năng phòng thủ của Hy Lạp. Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasaguler cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Ankara đã mua hệ thống phòng không S-400 Triun từ Nga và không thể chuyển chúng cho nước khác dù có bất kỳ áp lực nào. Bộ trưởng Guler nhấn mạnh, dù có áp lực nào đi nữa, cũng không thể có chuyện cung cấp hệ thống S-400 của chúng tôi cho bất kỳ quốc gia nào khác. Hệ thống S-300 đã được Hy Lạp triển khai đến Crete vào cuối những năm 1990 do căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một thời gian dài, các hệ thống phòng không này được lưu trữ ở trong kho và chỉ đến năm 2013, Hy Lạp mới tiến hành huấn luyện phóng tên lửa từ các hệ thống S-300 lần đầu tiên. Thổ Nhĩ Kỳ đã mua S-400 trực tiếp từ Nga, nhận chúng vào năm 2019. Sau đó Ankara phải đối mặt với lệnh trừng phạt từ Mỹ và bị loại khỏi danh sách mua máy bay chiến đấu F-35 thế hệ mới. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn từ chối loại bỏ các hệ thống phòng không của Nga, dù đổi lấy việc quay trở lại chương trình F-35. Mặc dù vậy, theo Forbes, Ankara vẫn chưa đưa S-400 vào trực chiến trong hệ thống phòng thủ quốc gia và chưa tiến hành các cuộc phóng thử nghiệm. Forbes cho biết thêm, Hy Lạp hiện có khoảng 175 tên lửa đánh chặn cho 32 bệ phóng S-300, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ có hơn 120 tên lửa cho các hệ thống S-400 của mình. Forbes lưu ý, việc hai thành viên NATO chưa bao giờ là thành viên của Hiệp ước Warsawa tiếp tục sở hữu những tên lửa tiên tiến như vậy của Nga thực sự là điều đáng kinh ngạc. Trong những tuần qua, Nga đã thực hiện một chiến dịch tấn công tên lửa quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng của Ukraine. Đáp lại lời kêu gọi của Ukraine về hệ thống phòng không, Đức là nước đầu tiên cung cấp khẩn cấp cho Ukraine một khẩu đội Patriot. Tuy nhiên, các quốc gia NATO còn lại cho đến nay vẫn tránh cung cấp thêm các hệ thống phòng không cho Ukraine. Theo Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, Kiev hiện đang đàm phán để nhận thêm 4 khẩu đội Patriot mà các đối tác phương Tây đang sở hữu. Ngày 9 tháng 5, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong đó, cả hai nguyên thủ đều nhấn mạnh mối quan hệ song phương tốt đẹp, cũng như tầm quan trọng của lễ kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Chủ tịch Cuba đã trân trọng chuyển tới Tổng thống Nga thư riêng của nhà lãnh đạo cách mạng Cuba Raúl Castro, người mô tả chiến thắng phát xít là chiến thắng của nhân loại tiến bộ. Chia sẻ trên trang mạng xã hội sau cuộc gặp, Chủ tịch Cuba bày tỏ hài lòng khi khép lại chuyến thăm Nga bằng cuộc trao đổi với những người bạn hiểu rõ các thách thức mà đảo quốc Caribe phải đối mặt. Ông Díaz-Canel cho biết, hai nhà lãnh đạo đã đề cập đến chủ đề chống bao vây cấm vận trong cuộc hội đàm và cam kết hỗ trợ lẫn nhau. Trước đó, Chủ tịch Cuba đã cùng các nhà lãnh đạo của Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Lào, Guinea-Bissau,
tham dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở Moscow và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh để tưởng nhớ những người lính Hồng quân đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Hôm 8 tháng 5, ông Diakonen, bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, đã đặt vòng hoa trước tượng đài của Tổng tư lệnh Cuba Fidel Castro ở Moscow và có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ông Medvedev tái khẳng định mối quan hệ nồng ấm với Cuba và các nhà lãnh đạo ở đảo quốc này, đồng thời đề nghị ông Diakonen chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất tới Đại tướng Raúl Castro. Ông Medvedev mô tả, Cuba là đối tác đáng tin cậy và là biểu tượng của lòng dũng cảm đối với nhiều thế hệ trong cuộc đấu tranh vì tự do độc lập. Nga sẵn sàng trao đổi với Cuba những vấn đề liên quan đến quan hệ kinh tế và mối liên kết giữa hai đảng. Hai nhà lãnh đạo Medvedev và Diakonen hài lòng với những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa các tổ chức chính trị hai nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng những hoạt động đó sẽ đóng góp cho sự phát triển của các tổ chức này trong tương lai. Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 5, Chủ tịch Cuba cũng đã gặp lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zhuganov và lần đầu trực tiếp tham dự một cuộc họp của Hội đồng Kinh tế Á-Âu tối cao, khối hội nhập mà Cuba là đối tác duy nhất ngoài khu vực tham gia với tư cách quan sát viên nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Liên minh Kinh tế Á-Âu, EA-EU. Trong bài phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Cuba cảm ơn các nước thành viên EA-EU đã thường xuyên hỗ trợ nhân dân Cuba chống bao vây cấm vận. Đây là chuyến thăm Nga thứ tư của ông Diakonen trên cương vị nguyên thủ quốc gia, chung với dịp kỷ niệm 64 năm La Habana và Moscow tái lập quan hệ ngoại giao mùng 8 tháng 5 năm 1960, mùng 8 tháng 5 năm 2024.